chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Cà Phê Lèn. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Hai cháu bé sinh tồn như thế nào sau 4 ngày mắc kẹt trên tầng tum của trường? Thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, sáng mùng 2 tháng 7 khi bảo vệ và giáo viên đi kiểm tra thì nghe thấy có tiếng kêu cứu nên đã kịp thời cứu hai cháu bé. Tuy nhiên, nhiều người đặt câu hỏi các cháu đã sinh tồn như thế nào để sống sót sau 4 ngày bị mắc kẹt. Trước đó vào ngày 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa nhận được báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Liên về thông tin trường hợp hai cháu bé là Lý AP sinh năm 2014 và cháu Lý AS sinh năm 2017 dân tộc Hờ Mông, trú tại thôn Lao Hàng Chải, xã Hoàng Liên, thị xã Sapa, đi bắt cá vào chiều 29 tháng 6 tại suối Mường Hoa thuộc thôn Lao Hàng Chải, xã Hoàng Liên thì mất tích không liên lạc được. Sau khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thị xã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã Hoàng Liên, Tả Vang, Cầu Mây, Mường Hoa, Bản Hồ, Nhà máy Thủy điện Sử Pán 1, Nhà máy Thủy điện Sử Pán 2 huy động lực lượng xung kích và nhân dân với số lượng khoảng 230 người hỗ trợ gia đình tiến hành tìm kiếm hai cháu. Khu vực tìm kiếm là dọc suối Mường Hoa, từ địa phận thuộc thôn Lao Hàng Chải, xã Hoàng Liên đến khu vực lòng hồ thủy điện Sử Pán 1, báo cáo cho biết. Đến 6 giờ sáng nay mùng 2 tháng 7, giáo viên và người thân đã tìm thấy hai cháu bé là Lý AP và Lý AS tại khu vực trường tiểu học Lao Chải, xã Hoàng Liên, thị xã Sapa. Một lãnh đạo xã Hoàng Liên cho biết thêm, trước đó 2 ngày cháu bé đã leo lên khu vực mái tung của trường thì chốt cửa bên ngoài bị sập xuống. Lúc này do đang trong thời gian nghỉ hè nên quanh trường rất ít người qua lại. Rất may, những ngày qua thời tiết trên địa bàn có mưa trời mát mẻ. Bên cạnh đó, dù không có đồ ăn nhưng vẫn có nước uống từ một chiếc tét tại khu vực mắc kẹt. Ngay sau khi tìm thấy hai cháu bé trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phòng thủ dân sự đã chỉ đạo lực lượng chức năng đưa các cháu đến trạm y tế xã để được chăm sóc, kiểm tra sức khỏe trước khi chuyển giao cho gia đình đưa các cháu về nhà. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa cũng đã thông báo kết thúc việc tìm kiếm. Trước đó vào ngày 9 tháng 4, Công an quận 1 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh lấy lời khai đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, trú huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang, để làm rõ động cơ, mục đích khi dụ dỗ đưa hai cháu bé từ phố đi bộ Nguyễn Huệ về căn hộ của mình ở Bình Thạnh. Trong buổi họp báo cung cấp thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ việc trẻ em bị mất tích tại trước số nhà 161 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1 vào chiều 8 tháng 4, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Đến lúc này, cơ quan điều tra chỉ khẳng định mục đích của nghi phạm là mục đích không tốt. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục tạm giữ Phạm Huỳnh Nhật Vi, sinh năm 2003, trú tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang để điều tra làm rõ. Trung tá Tần Quốc Dũng, Phó trưởng phòng PC02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, vì không có mối quan hệ gì với hai bé NKTM sinh năm 2017 và LHTL sinh năm 2021. Thời điểm xảy ra vụ việc, Vi tiếp cận hai bé tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1. Để tránh bị phát hiện, Vi sử dụng nhiều thủ đoạn để qua mắt lực lượng chức năng. Theo Trung tá Dũng, để truy tìm tung tích hai bé gái, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung lực lượng trên 200 cán bộ chiến sĩ để thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi quyết tâm phải tìm được hai bé trong thời gian sớm nhất, Trung tá Dũng nói. Liên quan đến vấn đề này, Đại tá Nguyễn Hải Phước, trưởng Công an quận 1 cho biết sau khi tiếp nhận thông tin thất lạc từ mẹ ruột hai cháu bé, Công an quận 1 đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Bến Nghé khẩn trương xác minh thông tin ban đầu, tổ chức lực lượng truy tìm trên địa bàn quận 1. Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo các đơn vị từng quận vào cuộc tìm kiếm. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhiều tổ công tác đã triển khai để xác minh thông tin, rà soát quá trình di chuyển, tung tích nạn nhân và đối tượng có liên quan. Chưa đầy 42 giờ sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng phối hợp đã nhanh chóng khống chế đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi, giải cứu hai cháu bé tại chung cư an toàn. Cũng theo Đại tá Nguyễn Hải Phước, sau khi giải cứu thành công, công an đã đưa hai cháu đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả hai cháu hoàn toàn khỏe mạnh, sau đó đã trao trả cho gia đình. Hoàn cảnh khó khăn của người mẹ có hai con bị bắt cóc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tối ngày 8 tháng 4, nhiều người tại Thành phố Hồ Chí Minh và trên các nền tảng mạng xã hội không khỏi vui mừng khi hay tin chị Nguyễn Thị Chi, sinh năm 1997, quê Phú Yên, đã đoàn tụ với hai con bị bắt cóc trong lúc bán hàng rong trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân Trí, nơi ở 5 mẹ con chị Chi là căn phòng trọ nằm sâu trong hẻm trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7. Khi phóng viên đến, hàng xóm cũng đã có mặt tại đây để chúc mừng mẹ con chị Chi. Hơn 19 giờ, căn phòng trọ lụp sụp rộng hơn 10m2 của mẹ con người phụ nữ 27 tuổi, nóng hầm hập, ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi. Người mẹ ôm con gái 3 tuổi đang khóc thút thít vào lòng và cho biết bé vẫn còn rất sợ. Mỗi khi nghe hai từ bắt cóc, bé khóc òa lên. Từ lúc nhận lại con ở đồn công an đến khi về nhà, bé luôn bám lấy mẹ. Chị Chi kể lại, khoảng 14 giờ cùng ngày, chị Chi bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ một cán bộ công an thông báo đã tìm thấy hai con. Chị tức tốc đến trụ sở gặp con trong niềm vui vỡ òa khi biết sức khỏe của các bé vẫn ổn định. Chưa bao giờ chị cảm thấy hạnh phúc như thời điểm đó. Suốt 5 ngày lang thang khắp nơi tìm hai con, có lúc chị tưởng chừng lạc mất con mãi mãi. Chị hoài nghi một ai đó lén bắt cóc hai con của mình đi bán. Những lúc như vậy, chị chỉ biết òa khóc trong tuyệt vọng. Cuộc sống tôi đang gặp nhiều khó khăn, tài sản chỉ có 4 đứa con. Tìm thấy hai con là tôi mừng rồi, tạ ơn trời Phật. Dù dòng người đưa đẩy thế nào đi nữa, mẹ con tôi vẫn luôn có nhau. Các con là động lực để tôi cố gắng làm việc mỗi ngày. Người mẹ vui mừng nói. Nghẹn ngào, chị Chi chia sẻ thêm. Hơn 2 năm qua, chị vừa làm mẹ, vừa làm cha của 4 đứa trẻ. Cuộc sống ở đô thị đắt đỏ. Để có tiền trang trải, 5 mẹ con chị mỗi ngày đón xe buýt từ quận 7 qua phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 bán kẹo cho khách đến tối mới về nghỉ ngơi. Thu nhập bấp bênh, mỗi ngày chừng hơn 200.000 đồng, không đủ cho con uống sữa, trả tiền góp một số khoản nợ. Chị luôn ao ước một ngày nào đó có thật nhiều tiền để 4 con được cắp sách đến trường học hành cùng bạn bè, không phải lang thang đầu đường xó chợ với người mẹ ngày qua ngày vất vả, nguy hiểm. Tôi thương các con lắm, tôi không muốn các con mù chữ, sau này ra đời thua thiệt bạn bè và bị người ta ăn hiếp như mẹ nó. Nhưng biết làm sao bây giờ, khi cuộc sống của tôi còn đang bế tắc, đứa đầu 10 tuổi, bé kế 7 tuổi, hai bé sau 3 tuổi và 8 tháng. Trong lúc sinh bé út, tôi không có một đồng nào trong túi. Tôi đi mượn, không ai cho, đành nhắm mắt vay nợ trả tiền viện phí. Đến giờ khoản nợ vài chục triệu đồng cứ bám lấy 5 mẹ con, trả hoài không hết. Chị Chi sụt sùi nói. Trong lúc trò chuyện, không ít lần chị Chi như muốn bật khóc khi nghĩ về số phận hẩm hiu của mình. Hơn 19 giờ 30 phút, ba mẹ con vội bắt xe quay trở lại trụ sở công an quận 1 sau cuộc gọi của một cán bộ công an. Các cán bộ nói lấy mẫu xét nghiệm ADN để điều tra xem hai bé có phải con của tôi hay không. Chị Chi nói rồi vội bồng các bé rời đi. Người thiếu nữ bạc phận hơn 4 ngày qua hay tin hai cháu ngoại mất tích khi đi bán hàng rong cùng con gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, bà B, 63 tuổi, gác lại công việc bán vé số để đến phòng trọ chị Chi giữ hai cháu. Tôi giữ hai cháu để Chi có thời gian đi đây đi đó tìm con cả ngày lẫn đêm. Chua xót hơn cả. Những ngày qua, nhiều người nghi ngờ con gái tôi kẹt tiền đem con đi bán chứ không ai bắt cóc. Tôi nghe vậy mà đau lòng, bà B nghẹn ngào chia sẻ. Rồi bà B hướng đôi mắt buồn xa xăm vào chiếc máy quạt quay rào rào, bắt đầu kể về cuộc đời đứa con gái út hồng nhan bạc phận với giọng bùi ngùi. Hơn 10 năm trước, Chi đang học cấp 3 ở quê, bất ngờ có biểu hiện lạ. Bà thấy con gái hay nôn ói và ý thức ăn có mùi. Trong khi bụng to dần lên, bà kiểm tra mới biết Chi trót lỡ dại với chàng trai lớn hơn vài tuổi và mang thai. Gia đình cắn răng chấp nhận cho Chi nghỉ học, lấy chồng ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Con đầu được 2 tuổi, Chi tiếp tục dính bầu đứa thứ hai. Mọi chi phí sinh hoạt, chăm sóc con và cháu ngoại đều một tay bà bê lo. Chớ trêu thay, chồng của Chi thời gian này đi làm ở Tây Nguyên. Người đàn ông này không chí thú làm ăn mà lén ngoại tình với một phụ nữ khác rồi có con rơi. Biết chuyện, con gái bà bê và chồng thỏa thuận ly hôn. Anh ta sợ về địa phương làm thủ tục ly hôn vì không muốn nhận trách nhiệm nuôi con. Khi Chi nói tự mình nuôi hai con, anh ta mới đồng ý hoàn thành thủ tục. Bà B nói, bà ngoại 4 đứa trẻ kể tiếp, vì quá buồn chuyện tình cảm, 4 năm trước, Chi một mình dắt hai con nhỏ vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, hy vọng miền đất hứa cho một tương lai tươi sáng. Thời gian này, Chi tiếp tục quen một thanh niên cùng quê. Sau một thời gian tìm hiểu, hai người kết hôn và tiếp tục bám lại thành phố Hồ Chí Minh mưu sinh. Một năm sau, Chi sinh thêm đứa con gái thứ ba.
Khi Chi mang bầu con gái thứ tư, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Chồng Chi cũng bỏ lại vợ và các con thơ về quê sống đến nay. Lúc mang bầu, Chi dắt theo ba con nhỏ ra phố đi bộ Nguyễn Huệ bán kẹo kiếm sống. Đến ngày cận sinh, vì không có tiền nên Chi liều mình vay nóng lo cho con với số tiền hơn 10 triệu đồng. Đến nay chưa trả hết. Con gái tôi vay 10 triệu đồng nhưng mỗi ngày phải trả tiền lời gần 300.000 đồng, tiền gốc vẫn giữ nguyên. Biết con thiếu nợ vậy, tôi tức ngực không biết làm sao, trong khi nó còn tới 4 đứa con nữa. Bà B nói, cuộc sống con gái đã khổ, tôi cũng chẳng khấm khá gì chú ơi. Bà B nói với phóng viên, vài năm trước bà bị tai nạn gãy hai đốt sống lưng, chữa trị hơn 300 triệu đồng. Cuộc sống bế tắc đến nỗi bà phải bán hết mấy thửa ruộng ở quê trong vòng 5 năm để lấy vài chục triệu trả tiền viện phí ở bệnh viện Chợ Rẫy. Đến nay bà vẫn còn nợ tiền một số người chưa trả hết. Hiện mỗi ngày bà đi dạo ở các khu phố ở quận 11 bán vé số kiếm sống. Khi vụ việc đau lòng xảy ra, không tránh khỏi những lời đàm tiếu xung quanh dành cho con gái bà. Mọi tội lỗi dường như dồn hết lên đôi vai của người mẹ trẻ. Nhưng không một phút giây nào bà B nghi ngờ con gái mình. Ánh mắt cương quyết, bà B khẳng định, tôi tin con gái, dù nghèo nhưng không bao giờ làm những chuyện tày trời như vậy. Họ nói con gái tôi chăn dắt trẻ em, giờ hoàn cảnh nó khổ vậy, không dắt con theo biết gửi cho ai giữ, bà B nói và cho biết rất vui mừng khi hai cháu ngoại bình an trở về với gia đình. Thời gian tới, bà sẽ bàn bạc đưa con gái và bốn đứa cháu ngoại về quê tìm kế sinh nhai. Trước đó, tối mùng 3 tháng 4, chị Chi cùng bốn con nhỏ đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 bán hàng. Khi đến đường Đồng Khởi, chị này đưa tiền cho người quen cách đó khoảng 100m. Sau khi quay lại, chị Chi tá hỏa không thấy hai con ở đâu, liền đến cơ quan công an trình báo.